Mà kính chào các bác, giới thiệu bác một cái mẫu nồi cơm 1 lít 8, mẫu này hàng cổ AI đó, cao tầng áp suất. Mẫu này cơm cực kỳ ngon, áp suất của cái AI này các bác nó rất là mạnh, nó từng ngọt được, nó phun rất là mạnh luôn. Cơm gọi là anh bảo bảo mềm dẻo cực kỳ ngon, ăn hạt cơm của bác cảm giác là ngọt. Cái nồi này em sale giá banh nóc cho bác luôn nè. Thì vào video chi tiết, chúc các bác xem video vui vẻ, nhiều sức khỏe. Quay một vòng cho mình xem nha, mình xem video em đăng ký kênh, nút like ủng hộ em đó. Nồi lít 8 nó dành cho 8 9 người. Thì mẫu này sản xuất để em tìm coi coi hay là máy thôi các bác, không cao. Cái mẫu này chỉ có mẫu này nó có AI và nó có như thế này thôi. Made in Japan là sản xuất tại Nhật. Nồi lít 8. Điện áp là 100V. Công suất nó 1350W. Chín sâu cơm ngon lắm các ha. Đó. Cái coi nằm bao nhiêu. 205. Rồi vào bên trong cho. Gòn hay đẹp mới luôn. Bên trong mới tinh này các bác nè, phần áp suất nè, chứng tỏ là nó còn trắng đẹp gì. Chủ nhân trước nó ít xài, thật sự để nói người Nhật người ta không ít xài lắm, từng nấu 1 2 lần thôi chứ không có nấu nhiều như Việt Nam mình. Còn cái lòng đó, cái lòng thì nó hơi bị có một vết chày chóc này các bác đó không đó. Thì hàng bán sale rẻ cho các bác nè, thì thường hôm trước có một cái như thế này em bán 2,8 triệu, nhưng rất nhiều người họ mua. Rồi hôm sau em có một cái là 1 lít em bán 1,3 triệu, cũng rất rất là nhiều người mua luôn. Tại vì những cái mẫu này á, cơm ngon mà ở bền bỉ, giờ nó đứt hàng đâu còn đâu. Lòng bọc cái nắp rồi các bác nhà thấy không, nó nặng chì chị luôn. Cái lòng nồi này nó nặng dữ lắm, nặng. Thì bác nào biết giá trị thì mua đi, em bán rẻ cho. Đặng tiến báo giá cắm điện cho các bác coi, giá cả sẽ luôn công khai cho các bác nha. Nếu mình có nhu cầu thì mình inbox với em qua số điện thoại 0919 407 501, em ship hàng này có cọc. Thì nó chạy nó bị chóc một chỗ đốm thôi, không ảnh hưởng hết nha. Các bác lên trang của Nhật, các bác search ra hãng nồi cơm đã được Bộ Y tế Nhật cấp phép để tạo chống dính này tốt, không hư hại, không ảnh hưởng gì hết, các bác yên tâm. Một số bác không biết không rành nói là sẽ ảnh hưởng sức khỏe này kia, là không có, hàng tàu nó mới có thôi. Dù hàng tàu nó không chốc không chạy gì mới can luôn, nhưng mà xài vẫn có là ảnh hưởng sức khỏe. Còn hàng than Nhật thì các bác biết rồi, mình lên trang mình tra giùm em đó, này Bộ Y tế Nhật người ta cấp phép cho hãng nồi cơm làm chất chống dính rất là tốt, không có ảnh hưởng gì hết. Rồi em cắm điện nó lên màn hình nè. Cái này cái bác mua thì em sẽ thay pin cho. Nấu cho lúc này đèn nè. Đó, do oxy cao tầng áp suất chứ tự nhân tạo ơi. Mẫu này cơm mà nó bảo các bác cực kỳ ngon. Giá thì bao rẻ và bao tốt. Tắt. Đâu dưới đây. Sau trái của lúc này cơm mềm. Thì cái nồi này nó không có thiện thị thời gian mà khi mình bấm nấu. Nó tầm kết thúc chương trình còn 15 phút nó bắt đầu là đếm ngược. Tắt. Đó, đầy đủ hẹn giờ cho em luôn, sáng chiều. Chỉnh đúng khung giờ gia đình mình ăn cơm, cái mình buông ra cho em. Bấm nút nấu thì đồng nghĩa đúng thời gian có cơm ăn. Giờ đợi nấu nó sáng đây, nấu nó sáng đây, chín nó giờ đây, tắt tắt đây hâm nè đó. Tắt, em sẽ có video những chi tiết. Rồi mẫu này em xem mạnh cho mình là giá 1.600.000 đồng, giá bao rẻ nhất thị trường luôn. Hôm trước cái đẹp em bán 2,8 triệu nó mà đâu 5 7 người hỏi mua, bây giờ cái này thì nó giá hơn phân nửa tí xíu thôi, nhưng mà được cái là các bác cơm là em đảm bảo không ngon làm trả tiền lại, nói thiệt là như vậy đó, không ngon làm hoàn tiền lại cho. Cơm mềm dẻo của hãng Yoroshi này, thương hiệu quốc gia của người Nhật, mà những cái mẫu đời đầu này nó chất lượng nó nặng chì chịch luôn, nặng chì chị luôn nè các bác. Cái lòng nồi nè bây giờ nó không còn cái nào mà cái lòng nồi lỗi nóc nó dày nó nặng gì hết, nó khẳng định với các bác là một điều như thế đó. Mua thì cọc kem là 300, tiền đủ là mau ship. Thì lưu ý với em nha, cọc là các bác cho thằng ship đó, giá duy nhất 1,6 triệu, chuyển khoản đủ là bao ship đó. Chụp màn hình lại các bác gửi qua Zalo cho em nha, cọc kem 300. Cảm ơn các bác, chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.